Xin chào mọi người, hôm nay là trưa thứ tư ngày 25 tháng 8. Sau khi ăn trưa xong, mình đi dạo cho tiêu và cũng để ra ngoài ở cái không khí trong lành dưới cái mùa Covid. Nhưng mà trời hôm nay âm u và gió rất là lạnh. Nhiệt độ có thể là 12 độ C trong cái vùng Tây Nam Sydney ngày hôm nay. Trời chiều nay có thể mưa, nhiều cái đám mây đã trên cái bầu trời. Hy vọng mọi người cố gắng giữ ấm và ăn đồ ấm, ăn bổ dưỡng trong cái ngôi nhà thân yêu của mình nha. Thì sáng nay 1 giờ, cái tình hình UK ở New South Wales này, cái con số đã lên tới 919 UK rồi. Càng ngày càng lên chứ không có giảm xuống đâu mọi người ạ. Chắc cuối tuần này lên tới 1.000 đó. Tại vì vừa rồi cái nhà thờ đã có 30 người, người lớn và 30 người con nít ở chung một cái nhà thờ, nên cái tình trạng này sẽ lan qua cho người khác mà thôi. Ai cũng muốn tự do, không lockdown nhiều quá. Họ cũng bị có vấn đề tâm lý và đầu óc không bình thường, nên họ muốn nghĩ gì thì họ làm theo cách của họ mà thôi. Đó là những cái điều đáng buồn. Nhưng ngược lại, cái tình hình đi vaccine tới nay thì đã hơn 6 triệu vaccine rồi. Đó mọi người ạ, bao gồm những cái người trẻ, young people từ 16 đến 39 tuổi đã xếp hàng dài để chờ cái xếp hàng dài hôm nay và những tuần rồi, và có thể book vaccine online hay gọi điện thoại để chích vaccine đó mọi người ạ. Đó là cái điều đáng mừng. Trước mặt mình là một cái bạc lớn. Úc đi đâu cũng thấy bạc, rừng núi, cây lá xanh tươi. Nói về Melbourne là cái thuộc về tiểu bang Victoria, một trong những cái tiểu bang lớn mà người Việt sinh sống ở Úc. Thì hôm nay Melbourne có 45 cái new case trong vòng 24 tiếng vừa rồi. Thì sáng nay lúc 7 giờ sáng thì ở Melbourne có thể được vaccine từ 16 đến 39, có thể book online hoặc gọi điện thoại để booking. Đến 9 giờ sáng đã có 25.000 người book trên online để chích vaccine. Đó là cái điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó, nếu mình nhìn về cái thứ bảy vừa rồi ở Melbourne, như mọi người xem video thì rất là đáng buồn. Cái điều này, cái protest của Melbourne xảy ra hồi 21 tháng 8, thứ bảy. Mọi người rất là buồn vì thấy lại thêm một cái protest, một cái biểu tình nữa ở cái Melbourne. Mà trước đó mấy tuần thì Sydney mình biểu tình có 3.000 người thôi, nhưng Melbourne kỳ này tới 4.000 người. Có đáng buồn chưa? Sau 20 năm thì đây là lần thứ hai biểu tình của Melbourne lại xảy ra mạnh hơn, nhiều hơn so với Sydney của mình. Theo cái hình ảnh, cái video mà mình nhìn thấy thì họ đã xài những cái bom xăng để thảy vào những cảnh sát, những người chặn cái biểu tình của họ. Đó, như mình nói trước là vì lockdown lâu quá, nhiều lần quá, mà Melbourne cũng có những người có cái đầu óc không được bình thường lắm. Họ rất bạo động. Lý do bạo động của họ, lý do biểu tình của họ thì không ai lạ gì, tại vì họ muốn tự do, lockdown nhiều quá cũng không tốt, nên muốn tự do, họ không muốn đeo mask, họ không muốn chích vaccine, là vậy đó, chứ không có gì đơn giản cả. Như vậy thôi
mà cũng biểu tình tới lui hết tiểu bang này tới tiểu bang khác. Thì theo vừa rồi cảnh sát đã chặn cái cuộc biểu tình này và đã có hơn 200 người đã bị bắt và hai người trong số đó phải đương đầu với tội phạm bạo hành chống lại luật public health và đã làm thương và ít nhất là 19 người phải bị đi ra tòa phạt lên đến con số 5.000 đó mọi người ạ. Thì 8 đến 9 cái cảnh sát thì được thương và được khỏi bệnh viện, sau đó họ sẽ kiểm tra lại kỹ hơn vì cũng bị biểu tình nó rất là mạnh mẽ, mạnh bạo như là như vậy đó. Trong đó có một cái cảnh sát mà bị chấn thương chân, bao gồm cảnh sát ngất xỉu, mũi bị gãy đó, thấy sợ chưa? Có một người đàn ông tuổi từ 25 đến 40 rất là hung bạo và đã gây ra biết nhau rất hay, có thể ông ta sẽ bị buộc vào tội hành xử và chờ xét xử khi có đủ bằng chứng để phạm tội của ông ta đó có đáng buồn hay không. Covid lockdown là như vậy đó. Thấy mà buồn, trong khi hôm nay thì New South Wales của mình tình trạng tăng lên như vậy, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng đi vaccine, đi chích ngừa, đi test nếu có những cái trường hợp xảy ra để kịp thời ngăn chặn cái bệnh Covid, bệnh virus vào con người của mình. Điều đáng mừng chứ nhìn mặt bà thủ tướng Clady hôm nay thì bà không được vui lắm vì con số tăng lên quá khủng khiếp, 919 là không phải là con số nhỏ đâu nha mọi người, và có 3 người chết bao gồm cái chiều thứ ba vừa rồi hôm qua đó. Nhưng mà bù lại thì bà vẫn happy, vẫn có những cái lời làm cho mọi người vui vẻ vì bà đã cảm ơn mọi người đã đi vaccine. Chỉ có vaccine mới giải quyết được cái sự Covid lan tràn mà thôi. Thì đến thứ năm hay thứ sáu bà sẽ ra theo cái luật thư giãn rồi giãn cách xã hội nhẹ nhàng hơn vì con số vaccine chích ngừa đã lên qua cái số 6 triệu như bà đã từng hứa. Nhưng mọi việc thì mình phải chờ đợi mà thôi. Thì tới thứ năm thứ sáu thì mình phải biết là luật mới như thế nào để thư giãn giãn cách cho mọi người một chút, mặc dù lockdown sẽ đến cuối tháng 9 mới xong, nhưng nếu không có những cái những cái lây tràn lan rộng ra, và hy vọng đến cuối tháng 9 mọi người chích vaccine lên đến 70% thì rất là đáng mừng. Hy vọng là hy vọng mà thôi. Con người ta sống phải có niềm tin, phải có hy vọng và phải có tương lai, dự định tương lai cho mình, cho con cái, chứ không thể ngồi ở nhà mà buồn rầu chờ đến khi chết hay chờ đến khi đứt được mình, thì cái đó không phải là cuộc sống của mỗi người chúng ta. Hy vọng sống thì chỉ có hy vọng, mình phải bám vào một cái hy vọng nào đó thì mình phải sẽ tồn tại trên cái đất nước mà mình sống, nhất là cái đất nước Úc, một cái xứ kangaroo, một cái xứ đầy nhân đạo, đầy tình người như vậy. So với các nước trên thế giới thì nước Úc rất là tốt, đã giúp đỡ người dân mọi lứa tuổi, mọi thành phần dưới cái mùa Covid này, nào là tiền chăm sóc, tiền cho những người thất nghiệp, tiền cho người già và những người bị tâm lý khủng hoảng trong cái thời gian Covid. Thôi mình xin ngừng nha, hy vọng mọi người cố gắng bỏ thời gian chăm coi cái video mình là cái góc hình kỷ niệm
năm 10 năm sau nó vẫn còn trong cái YouTube. Đó là cái lý do tại sao mình muốn quay video là như vậy đó. Xin chào, chúc mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Hôm nay trời lạnh thì nhớ giữ ấm nha. Bye bye.